Xin chào. Trên khắp các con đường và ngõ hẻm của Nhật Bản, bạn luôn có thể bắt gặp những ngôi đền lớn nhỏ khác nhau. Mọi người thường tin rằng có thần tồn tại và đền thờ là khu vực mà thần linh sinh sống. Khi một người chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể. Cái chết không phải là điểm kết thúc mà là điểm chuyển đổi sang một dạng tồn tại khác. Và câu chuyện mà mình sắp kể cho các bạn ngày hôm nay có tên Sự trả thù của bóng ma. Một nữ sinh viên đại học mất tích trên đường trở về ký túc xá sau giờ làm thêm vào ban đêm. Thi thể của cô được tìm thấy ở một vùng hoang dã vài ngày sau đó. Sau 7 năm điều tra, không có tiến triển gì, thì cuối cùng, cảnh sát cũng tìm được ra kẻ sát nhân. Tuy nhiên, kết quả thậm chí còn dấy lên nhiều đồn đoán kỳ lạ. Câu chuyện xảy ra vào năm 2009, địa điểm tọa lạc tại thành phố Hamada, Nhật Bản. Thành phố Hamada nằm ở phía tây của tỉnh Shimane, tiếp giáp với thành phố Matsuda và thành phố Oda. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Miyako Hiraoka, 19 tuổi. Cô đang là sinh viên năm nhất đại học, rất yêu thích tiếng Anh và ước mơ một ngày được du lịch khắp thế giới. Vì để không trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình, cô đã tìm được công việc bán thời gian tại một cửa hàng kem thông qua một công ty trung gian. Hầu như mỗi ngày sau giờ học, cô đều đi làm ở cửa hàng kem đến 21 giờ tối. Sau khi tan ca, cô sẽ đi bộ từ cửa hàng về ký túc xá sinh viên. Khoảng cách từ cửa hàng kem đến ký túc xá của trường đại học là khoảng 2 km. Tuy rằng không xa lắm, nhưng ở giữa có một con đường nhỏ đó hầu như không có đèn đường. Bởi vì xung quanh không có nhà ở nên rất ít người qua lại, đặc biệt sau buổi tối thì càng vắng vẻ hơn. Việc đi bộ một mình vào ban đêm như vậy cần phải có một sự can đảm nhất định. Đặc biệt là đối với một cô gái sinh viên đại học trẻ tuổi như Hiraoka, thì đó lại là một thử thách lớn. Ban đầu, ở cửa hàng kem có một đồng nghiệp cũng sống cùng khu ký túc xá với cô. Vì vậy, sau giờ tan ca vào mỗi ngày, cả hai thường cùng nhau đi dạo và cùng nhau trở về ký túc xá mà không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên gần đây, người đồng nghiệp trên đột ngột xin nghỉ việc mà không rõ lý do, nên Hiraoka chỉ có thể đi bộ một mình trên con đường tối tăm trở về ký túc xá vào ban đêm. Giống như hầu hết các cô gái khác, Hiraoka luôn sợ đi về một mình giữa đêm khuya. Cô cảm thấy lo lắng và không an toàn. Cô cũng định xin nghỉ việc sớm, nhưng không ai nghĩ rằng ngay khi chuẩn bị nghỉ làm thì tai họa lại ập đến với cô. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Hiraoka đã gặp phải những bất hạnh gì? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 26 tháng 10 năm 2009. Ngày 26 tháng 10 năm 2009, đó là một ngày thứ hai đầu tuần. Hiraoka đến cửa hàng để bắt đầu công việc bán thời gian như thường lệ sau một ngày đến trường. 21 giờ. Đây là thời điểm tan ca do người đồng nghiệp đã đột ngột xin nghỉ làm. Vì thế, Hiraoka sẽ phải đi về ký túc xá một mình. Ngoài việc phải đi bộ 2 km qua con đường tăm tối, thì cô vẫn còn có sự lựa chọn khác. Đó là đi xe buýt từ cửa hàng đến nhà ga thành phố, rồi sau đó bắt một chuyến khác đi vòng về ký túc xá. Tuy nhiên, cách đó sẽ tốn thêm chi phí đi lại. Lúc đó, Hiraoka suy nghĩ một chút, bởi vì cô sắp phải đi nước ngoài làm lưu học sinh. Tài chính cũng có chút gánh nặng. Nếu cô tiết kiệm thêm một chút thì cũng tốt. Vì vậy, cô quyết định đi bộ về ký túc xá trên con đường vắng một mình. Sau đó, cô cầm một túi rác từ cửa hàng và rời đi. Nhưng không ai có thể ngờ rằng cô sẽ không bao giờ quay lại sau khi rời đi. Ngày hôm sau, ngày 27 tháng 10 năm 2009, cha mẹ của Hiraoka nhận được một cuộc gọi từ cửa hàng kem nơi Hiraoka làm việc. Người trong cửa hàng cho biết, anh là đồng nghiệp của Hiraoka, anh muốn hỏi bố mẹ của Hiraoka xem họ có cách nào liên lạc được với cô ấy hay không. Bởi vì hôm nay cô ấy không đi làm, anh đã liên lạc với cô nhiều lần nhưng không được. Cha mẹ của Hiraoka lộ rõ vẻ bất an, bởi vì vào buổi sáng họ cũng đã gọi cho con gái mà không được, cứ tưởng điện thoại của cô có vấn đề. Ngay sau đó, cha mẹ của Hiraoka vội vàng gọi đến trường để kiểm tra xem con gái của họ có ở trường hay không. Nhưng mọi người đều cho biết con gái của họ không về ký túc xá từ đêm qua. Bố mẹ Hiraoka càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn. Họ cảm thấy con gái mình chắc chắn đã có chuyện nên đã báo cảnh sát. Đã hơn một tuần trôi qua sau khi Hiraoka được thông báo mất tích, cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp diễn. Hiraoka vẫn chưa được tìm thấy.
Vào sáng ngày 6 tháng 11 năm 2009, một người đàn ông đang hái nấm ở núi Gadiu, giáp ranh giữa hai quận Hiroshima và Shimane. Đột nhiên, anh phát hiện trong đống lá rụng trước mặt có một vật hình tròn. Anh bước lại gần nhìn kỹ thì phát hiện vật hình tròn đó hóa ra là đầu của một cô gái. Người đàn ông thấy vậy thì giật mình sợ hãi, vội chạy đến báo công an. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện có dấu vết xiết cổ và cào bằng móng tay trên cổ của nạn nhân, nhiều vết bầm tím trên mặt và có dấu vết bị giẫm đạp, rõ ràng là bị ai đó đánh. Xét theo kiểu tóc ngắn thì nạn nhân rất giống với cô sinh viên Hiraoka đã mất tích hơn một tuần trước. Cảnh sát sau đó đã xét nghiệm DNA của nạn nhân với cha mẹ của Hiraoka thì thấy kết quả trùng khớp. Cha mẹ của cô vô cùng đau buồn khi biết tin. Vụ việc kinh hoàng như vậy cũng khiến người dân tỉnh Shimane hoang mang nhất định. Họ mong cảnh sát có thể giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt để trả lại sự bình yên cho mọi người. Vì vụ án xảy ra ở núi Gadiu trên biên giới của quận Hiroshima và Shimane, do đó, cảnh sát của hai quận cũng đã cử lực lượng cảnh sát và thành lập một nhóm điều tra chung đặc biệt. Một lượng lớn cảnh sát đã tiến vào khu vực núi Gadiu để tiến hành tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy phần còn lại của thi thể. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xương đùi trái đã bị tách thịt ở gần lối vào của khu rừng. Phần thân và tứ chi cũng được tìm thấy ở khu vực phía đông của khu rừng. Ngoài ra, cảnh sát đã tìm thấy một số phân động vật trộn với một số móng tay của con người cách ngọn núi khoảng 300m. Qua xét nghiệm DNA thì cho thấy chúng thuộc về Hiraoka. Theo những bằng chứng có được, cảnh sát suy luận rằng Hiraoka đã thiệt mạng trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10. Họ tin rằng nơi tìm thấy phần đầu không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Sau đó, cảnh sát đã tìm kiếm tất cả những ngôi nhà bỏ trống ở khu vực núi Gadiu, cố gắng tìm ra hiện trường vụ án đầu tiên. Nhưng sau khi tìm kiếm cẩn thận, họ vẫn không thể tìm thấy được gì. Do đó, cảnh sát suy luận rằng Hiraoka đã bị phân mảnh rồi trở đến núi Gadiu để vứt bỏ. Dựa vào vết hằn trên cổ, rất có thể Hiraoka đã bị bóp cổ đến chết. Tất nhiên, không loại trừ những khả năng khác. Để sớm tìm được ra kẻ sát nhân và dập tắt sự hoang mang cho người dân, cơ quan công an tiếp tục triển khai thêm lực lượng cảnh sát điều tra. Họ tìm thấy một số mảnh nhựa vinin trên cơ thể của Hiraoka. Sau khi kiểm tra và phân tích, người ta tin rằng đó là vật liệu đóng gói cho danh bạ điện thoại. Cảnh sát đã điều tra người cung cấp vật liệu đóng gói trên thì được biết. Vật liệu đó được sản xuất từ năm 1995 và được phân phối ở các thành phố là Mizushi, Rikuzen Takata, Higashi Hiroshima, Kure và Mihara. Địa điểm phân phối quá rộng, giống như mỏ kim đáy bể. Vì vậy, manh mối trên cũng bị phá vỡ. Vào thời điểm đó, có một người đàn ông sống gần núi Gadiu đã cung cấp thông tin cho cảnh sát. Anh cho biết, anh thường nhìn thấy một chiếc ô tô chạy rất nhanh vào khoảng 21 giờ tối cách đây một thời gian. Tuy nhiên, anh đã không nhìn thấy chiếc xe kể từ khi vụ việc xảy ra. Thật không may, cảnh sát đã không thể tìm thấy bất cứ điều gì sau khi xem xét một số video giám sát. Kể từ khi Hiraoka biến mất vào cuối tháng 10, các cuộc điều tra của cảnh sát đã được tiến hành đồng thời từ nhiều hướng khác nhau. Bạn bè xung quanh Hiraoka và bất kỳ học sinh nào có liên quan đến cô đều bị cảnh sát thẩm vấn từng người một. Họ muốn biết liệu Hiraoka có xung đột gì ở trường hay không. Bạn bè của cô cho biết, cô có tính cách vui vẻ, khiêm tốn và tốt bụng với người khác. Ngoài học tập thì cô ấy rất chăm chỉ làm việc. Cô ấy không đi chơi với người khác nhiều và chưa bao giờ thấy cô ấy có xung đột với người khác. Cô không có bạn trai nên không có tranh chấp về tình cảm. Do đó, cảnh sát cơ bản đã loại trừ việc trả thù vì tư tình cá nhân. Trên con đường cách ký túc xá 500m, cảnh sát tìm thấy một chiếc giày thể thao chân trái màu đen và cảnh sát cũng không thể xác định được chiếc giày đó có phải là của Hiraoka đánh rơi hay không. Sau đó, họ đã đến tuyến đường khi Hiraoka tan sở vào buổi tối ngày 26, hy vọng tìm được ra manh mối hữu ích. Một nhân chứng cho biết, anh ta đã nhìn thấy một cô gái trên con đường nhỏ vào đêm hôm đó, và cô ấy đã lên một chiếc ô tô Toyota màu bạc trắng. Mẫu xe là sedan Mark 2, nhưng anh không nhớ rõ biển số xe. Cửa hàng kem nơi cô làm việc là một gian hàng trong một trung tâm mua sắm ở địa phương. Sau khi trích xuất camera thì họ thấy rằng, vào lúc 21 giờ 16 phút tối hôm đó, Hiraoka
mặc một chiếc áo sọc đen trắng và đi ra ngoài với một túi rác màu đen trên tay. Đây là cảnh quay cuối cùng mà camera giám sát ghi lại được. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình xem qua sơ đồ của tuyến đường mà cô hay đi bộ về nhà vào buổi tối. Đây là trung tâm mua sắm, còn đây là khu vực ký túc xá. Khoảng cách giữa hai địa điểm là 2 km. Ở giữa hai địa điểm trên là một rừng cây. Trong rừng cây có một con đường nhỏ. Con đường đó kể cả ban ngày cũng rất vắng vẻ. Bình thường thì sau 9 giờ tối, trên đường gần như không còn bóng người. Trên đường chỉ lác đác vài ngọn đèn đường và không hề có thiết bị giám sát. Hai bên đường đều có thanh chắn và không có nhà cửa. Con gái mà đi vào con đường trên vào ban đêm thì thực sự rất nguy hiểm. Nhân chứng đã nhìn thấy có một cô gái lên xe ô tô vào thời điểm tương ứng. Rất có thể đó là Hiraoka. Nói cách khác, đêm hôm đó Hiraoka không lựa chọn đi xe bíp trở về ký túc xá mà lựa chọn đi bộ một mình về ký túc xá. Nếu đúng như vậy thì đây là một trường hợp phạm tội ngẫu nhiên. Điều đó khiến việc giải quyết vụ án trở nên khó khăn hơn. Dựa trên những manh mối hiện có, cảnh sát đã mời các nhà tâm lý học tội phạm để tiến hành phân tích tâm lý của kẻ sát nhân. Địa điểm tìm thấy Hiraoka là ở núi Kariu, cách ký túc xá sinh viên khoảng 25 km. Các chuyên gia tin rằng khi đang di chuyển trên con đường nhỏ vắng vẻ thì hung thủ nhìn thấy Hiraoka đang đi bộ một mình. Vì vậy, hung thủ nảy sinh ý nghĩ xấu xa, dụ cô lên xe và lái khỏi con đường. Dựa trên manh mối có sẵn, họ đoán rằng hung thủ là nam giới gần đó, độ tuổi từ 20 đến 40 và đang độc thân. Do không có thêm manh mối mới, vì vậy vụ án đã rơi vào bế tắc. Kể từ khi vụ án xảy ra, các phương tiện truyền thông đã theo dõi và đưa tin rằng hung thủ có thể vẫn đang lẩn trốn ở tỉnh Shimane. Điều đó khiến cư dân tỉnh Shimane vô cùng kinh hãi. Cảnh sát yêu cầu các sinh viên đại học tỉnh Shimane cố gắng không ra ngoài một mình vào ban đêm và tốt nhất không đi một mình về ký túc xá. Thời gian đóng cửa của ký túc xá đã được điều chỉnh từ 0 giờ đêm xuống 22 giờ. Chính quyền thành phố cũng đã yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường đèn đường và thiết bị giám sát, đồng thời tăng cường tuần tra an ninh vào ban đêm với hy vọng bảo vệ sự an toàn của quần chúng. Lúc này, một sự kiện siêu nhiên đã xảy ra khiến mọi người rùng mình. Trong một phóng sự trực tiếp tại con đường vắng vẻ trên, ai đó đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ tại hiện trường. Nhiều người cho biết dường như họ đã nghe thấy âm thanh của một người phụ nữ trong khoảng thời gian đó. Nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên họ không thể nghe thấy cô ấy nói gì. Các bạn hãy cùng mình xem đoạn video phóng sự lúc bấy giờ. 広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の臥龍山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに貼られていた規制線も現在は解かれています。Sau khi được lan truyền trên mạng, ai đó đã cho biết đoạn âm thanh trên có nội dung đau lắm, sao chỉ có mình tôi. Do sự chậm trễ trong việc giải quyết vụ án đã chuyển từ vụ án địa phương thành vụ án nổi tiếng toàn quốc. Và cảnh sát đang phải chịu đựng những áp lực chưa từng có. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, người đứng đầu cơ quan cảnh sát cũ đã đến gặp chân dung của Hiraoka và thề rằng ông sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trái với dự đoán, kẻ sát nhân dường như đã biến mất khỏi thế giới. Do đó, trường hợp trên đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. 7 năm sau khi vụ việc xảy ra, tức là vào năm 2016. Trong thời gian đó, cảnh sát Nhật Bản đã huy động hơn 310.000 cảnh sát và thiết lập các phần thưởng đặc biệt. Ai cung cấp được manh mối hữu ích sẽ nhận được phần thưởng 3 triệu yên mỗi ngày. Cảnh sát Nhật Bản đã làm hết sức để điều tra vụ án và phát vô số tờ rơi để tìm ra hung thủ. Cuối cùng thì vụ án cũng có một bước đột phá. Khi cảnh sát phân loại tất cả các hồ sơ phạm tội tình dục, họ tìm thấy một người đàn ông tên là Yoshiharu Zanlo. Được biết, anh lớn lên tại thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi. Bố anh là một chủ cửa hàng gạo, mẹ giặt quần áo và anh có một cậu em trai. Vì thành tích học tập tốt nên anh luôn là niềm tự hào trong mắt của cha mẹ. Không hiểu vì lý do gì mà một học sinh giỏi như anh lại đột ngột bỏ học đại học và trở về quê hương. Năm 2004, anh bị tòa án kết án 3 năm 6 tháng tù vì đi theo một cô gái và dùng dao đe dọa làm tổn thương cô tại khu vực Tokyo. Mãi đến tháng 5 năm 2009, anh mới được ra tù. Sau khi ra tù,
anh trở về quê hương để làm việc trong một công ty năng lượng mặt trời. Công việc của anh là nhân viên bán hàng và với thành tích xuất sắc của mình, anh được công ty giao làm người phụ trách gần đại học tỉnh Shimane. Vào thời điểm đó, anh sống ở thành phố Matsuda. Một cuộc điều tra cho thấy vào ngày 6 tháng 11 năm 2009, ngày mà thi thể của Hiraoka được tìm thấy, thì Zano, người chưa bao giờ xin phép nghỉ, đã xin công ty cho nghỉ 2 ngày. Đến ngày 8 tháng 11, anh đưa mẹ ra thăm mộ bố. Sau đó, đến khoảng 15 giờ chiều, chiếc xe của anh bất ngờ bốc cháy trên đường mà không rõ nguyên nhân. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ chỉ tìm thấy hai thi thể bị cháy đen và hiện trường không có dấu phanh. Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy chiếc xe va chạm với rào chắn trên đường nhiều lần. Sau đó, có khói trắng bốc ra từ mũi xe và chiếc xe bốc cháy ngay khi dừng lại. Những vụ tai nạn như vậy thường thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các phương tiện truyền thông ở tỉnh Shimane đều đưa tin về vụ Hiraoka nên không có ai để ý đến vụ tai nạn xe hơi kỳ lạ trên. 7 năm sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra chiếc xe bị cháy của hai mẹ con họ đã xuất hiện gần nơi tìm thấy Hiraoka vào ngày 26 tháng 10 năm 2009. Thời gian là từ đêm đến sáng sớm ngày 26 tháng 10. Điều đó khiến vụ án cuối cùng cũng có bước đột phá. Ngay sau khi nắm được thông tin, cảnh sát đã đến nhà của Zano ở thành phố Matsuda để điều tra. Trong nhà anh ta, cảnh sát đã tìm được một chiếc máy ảnh và USB do Zano để lại trong tay của cậu em trai. Sau khi khôi phục thông tin dữ liệu đã bị xóa, thì cảnh sát đã tìm thấy 57 bức ảnh ở bên trong. Hình ảnh cho thấy Hiraoka bị trói trong phòng tắm của nhà Zano, trên cổ có vết xiết cổ v.v. Trong đó có một số hình ảnh bao gồm cả anh ta. Trong số 57 bức ảnh trên, sau khi loại bỏ một số hình ảnh trùng lặp thì có khoảng 40 bức ảnh là bằng chứng quan trọng để phá án. Có lẽ vì những bức ảnh đó quá kinh hoàng nên cảnh sát chưa từng công khai. Cho đến nay, vụ án Hiraoka cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, cảnh sát đã thông báo rằng vụ án kéo dài 7 năm chưa được giải quyết trên đã được giải quyết và có đủ bằng chứng để chứng minh rằng hung thủ trong vụ án là Zano, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 7 năm trước. Nhưng vì anh ta đã qua đời nên vào tháng 1 năm 2017, Viện Kiểm sát đã đưa ra một quyết định với anh ta là không truy tố. Vụ án Hiraoka từng gây náo loạn tỉnh Shimane cuối cùng đã đi đến hồi kết. Vì cả hung thủ và nạn nhân của vụ án đều đã mất nên cảnh sát không tiết lộ quá nhiều tình tiết của vụ án. Điều kỳ lạ là một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra vào ngày sau khi hung thủ phạm tội mà chưa rõ nguyên nhân. Một số người cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần mà thôi. Một số khác cho rằng anh ta đã khiến mẹ mình tự sát vì sợ tội. Và việc đi thắp hương cho mộ bố trước khi tai nạn xảy ra đã chứng minh điều đó. Còn một số ít cho rằng đây là sự báo thù của hồn ma cô gái. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những vụ án tiếp theo. Xin chào!